Tôi rất là mong muốn cho con học tiếng Anh ở những môi trường tốt nhất để cháu không bị thua thiệt so với bạn bè. Tuy nhiên do một số điều kiện ở xa và một số trung tâm được học phí khá cao, lúc được giới thiệu về chương trình học tiếng Anh online Edupia thì tôi có cho cháu đăng ký học thử. Qua một thời gian ngắn thì tôi thấy cháu có tiến bộ hơn rất nhiều vì tôi được biết chương trình này là được áp dụng theo phương pháp dạy của trường quốc tế. Ở nhà cháu nói tiếng Anh lưu loát hơn và ở trường thì cô giáo cũng khá khen. Công việc của tôi khá là bận cho nên là tôi cũng không có thời gian để đưa đón các con đi học thêm hàng ngày. Lúc mà nghe người quen giới thiệu về chương trình học Edupia rất là hiệu quả mà có thể học tại nhà thì tôi cũng khá là phân vân vì sợ rằng là không thể quản lý được thời gian cho con học trên máy. Tuy nhiên thì sau một thời gian các con học thì tôi thấy là các cháu phát âm tiếng Anh cũng tốt hơn. Mà ngoài ra thì tôi lại có thể nhận được thông báo về tình hình học tập của các cháu hàng tuần. Chương trình thì nó có đưa ra một cái lộ trình để cho các con kết hợp giữa việc học, việc chơi, việc cho điểm, tạo cho các con một cái sự hứng thú và hưng phấn trong cái việc là khi mà mình đạt được cái kết quả cao hơn những lần trước thì các con nó sẽ cố gắng hơn. Thì đấy cũng là một cái ưu điểm rất là vượt trội của Edupia. Chương trình học của Edupia được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia, giáo viên giàu kinh nghiệm, sử dụng phương pháp đào tạo chuẩn quốc tế trong việc giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Phương pháp cũng được áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới rất thành công. Tôi tin với chương trình học của Edupia sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.